Chào các bạn, chơi cây dưới, chơi cây cảnh. Mình đang làm cây này thì mình thấy rễ nó đẹp quá, quay lại chia sẻ với anh em và các bạn. Cây này mình khai thác từ năm kia, 22. Mình dâm đúng hướng của nó tự nhiên. Sau năm ngoái mình đánh đỏ xuống. Khi mình đánh đỏ rễ rất là ít, mình phải dùng cây chống rất là nhiều. Nhưng không ngờ một năm sau nó mọc này, rễ nó to hơn ngón tay tầm 3 ly, à 3 phân ấy. Đây, dễ chùm chùm. Đấy. Mình có ý tưởng là bao giờ lấy một cái kia, một gốc khác ghép ở kia, để cây nó dạng cây đổ, nhưng ngọn lại vắt lên trên. Đây ngọn chính là cái rễ, cây này là cây trồng ngược nhá. Gốc ở trên này, để cho xuống, rễ thì lại cho ăn trên, vắt lên trên. Đấy. Sau lấy cái này làm cái ngọn nhá, bẻ lên. Tức là giống như là con rồng nó ở trên hạ cánh. Tất nhiên lòng thăng nó sẽ hơn là lòng lòng giáng, tên nó sẽ là hay hơn, chứ thôi không quan trọng, tùy dáng cây. Tuy nhiên khi mình làm ra mình nhìn thấy cái, mình nhớ hình như là trong nhạc cụ của thế giới, hình Việt Nam quá không nhỉ, phân tụ không có nhiều số phim ấy, hay là người phương Tây họ dùng cái nhạc cụ gì ấy, nó giống như cái đàn là kiểu như này. Mình thấy hay. Hay. Thì bây giờ mình lọc mầm, nhưng ở đây quan trọng mình chỉ chia sẻ với anh em các bạn là cái tác dụng của chất đất rác nhá. Khi mình dâm lên là mình cây này mình dâm một năm này, tức là 22 mình khai thác về hay sao, mình không nhớ đâu, mình không nhớ chính xác. Hình đúng 22. Mình khai thác về mình dâm mọc 23 mình cho đây, mình mới chuyển dáng. Lật xuống, vậy một năm sau nó mọc khủng chưa? Đấy, những cành nhánh. Và cây này làm dáng rừng cũng được, các kiểu, và để dễ buông xuống, chắc là cây dưới mà dễ buông thì hiếm lắm, chỉ cây xanh thôi. Vậy bây giờ nhờ, thứ nhất, mình đứng xa nhờ các bạn tư vấn cho mình. Đây mình đứng hai hướng nhá. Tư vấn cho mình là nên để cây này theo kiểu gì, mình nên ghép không. Đây là một hướng, bên này là hướng bên này, là hướng bên này. Bên này hơi vướng cái liệu vợ mình trồng, thật ra vợ mình trồng nhưng mình chỉ muốn chặt đi. Đây các bạn nhìn rễ này. Đấy, hai hướng. Nếu như giả sử mà không ghép rễ thì mình lấy hướng bên này đẹp hơn để nó che bớt cái thân kia đi. Nhưng mình có thể mình ghép, mình sẽ lấy một cây khác mình ghép vào. Đấy. Và cái thân là cái gì nhỉ, cái nhánh cành nó mọc từ đây một lượt, nếu chơi dáng rừng cũng rất là đẹp. Dáng rừng ta trồng cái chậu đây. Còn đây là cũng là cây đổ. Như ghép, cứ ghép thử đúng không? Đấy, như quan trọng đây là mình nói là cái tác dụng của đất rác nhé các bạn nhìn này. Rễ này, nó mọc này. Rác này các bạn nhìn này. Đấy. Còn cây huyền bên này thì mình cũng đảo dáng, mình cũng lộn đầu. Như phải lộn rễ lên trên mà vẫn là thân xuống, như mình đảo, mình bẻ thân xuống. Cũng phải dòng 2 năm. Thì phần này nó bị hở quá, nó không mọc rễ. Thì bây giờ có để mình lấy dao, lấy đục, mình vét đi. Mình kéo một số cành xuống, ép xuống. Hoặc là bên này ép xuống, hoặc là mình vét đi, rồi lấp đất vào. Nhưng hơi khó các bạn ạ. Mình sẽ để một cái chậu, cắt thủng cái chậu lên đây. Mình ôm vào đây này. Ôm vào đây và đổ đất vào đây. Đấy, các bạn nhìn đất rác này. Đây ngày năm ngoái năm kia mình đổ là lá nhá, đổ chất hàng đống đây. Nhưng sau một năm nó mục dần này. Đấy. Các bạn thấy có cái gì tốt hơn cái đất rác này không? Đấy, chắc mình nghĩ là không có gì. Trồng cây phôi này, rác này chắc là lý tưởng nhất rồi. Còn các bạn có đất Acada thì nó là tuyệt vời, nhưng mà 40.000 một cân. Rác thì cứ ra vườn vơ kìa. Đấy, hàng đống. Đấy, hàng đống rác kia. Thì cái sẵn có chúng ta nên tận dụng. Và hiệu quả như này thì chúng ta nên dùng. Cảm ơn các bạn xem video.